Chí nói đến gần đây khi chỉ về hiện tượng một số người nhận mình là ca sĩ và sáng tác thể hiện những ca khúc với những tác phẩm với những lời lẽ và âm nhạc chẳng giống ai. Đáng buồn là xu hướng nhiều ca khúc nhảm nhí, không có giá trị nghệ thuật, đạo nhạc và ăn mặc hở hang phản cảm thì xuất hiện trên các website âm nhạc, thậm chí trên cả băng đĩa nhạc và sân khấu biểu diễn lại diễn ra phổ biến. Những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và cả khán giả nhìn nhận về hiện tượng này như thế nào và sẽ phải quản lý nó ra sao? Phóng sự sau sẽ cho thấy phần nào câu trả lời. Phụ nữ chẳng có ai sâu, mà chỉ có không biết chăm sóc, làm đẹp mà thôi. Không biết nên gọi đây là gì. Đọc những con chữ vô nghĩa trên nền những nốt nhạc bị loạn, bị méo hay lỗi về thu thanh. Chỉ biết rằng cô gái tự xưng là diễn viên, người mẫu, ca sĩ này đã tung ra thị trường tới hai album thiếu thẩm mỹ kiểu như vậy. Dập khuôn phong cách của ngôi sao Lady Gaga với những lời lẽ nhí nhố, nhiều người sẽ hỏi đây có phải là người Việt Nam hay không. Nực cười là sau những clip thảm họa ấy, họ bỗng dưng trở thành ca sĩ. Dùng từ thảm họa cũng không ngoa đâu, không sai chút nào cả. Tức là nó không phải là nhạc, mà nó cũng không phải là đọc, nó không hiểu nó là cái thể loại gì. Nhiều khi mà bị chết hay là bị mệt mỏi rồi em xem những cái clip đấy thì em nó cũng mang lại một cái sự vui vẻ nhất định này đối với em. Nhưng mà nếu mà quả thực là nếu mà nghe lại nhiều lần mà so xét kỹ về ca từ thì không chấp nhận được. Một số bản nhạc nhảm nhí do ca sĩ tự biên, tự diễn. Nhưng không ít những sản phẩm dễ dãi hời hợt, thiếu giá trị thẩm mỹ lại do chính nhạc sĩ sáng tác, theo đơn đặt hàng hay thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng. Đã đến lúc phải nói tới trách nhiệm của cả người viết. Cần phải trang bị cho mình một cái nhận thức đúng đắn về cuộc sống, về nghề nghiệp của mình. Và điều đấy là điều tối quan trọng, tôi nghĩ quan trọng nhất đối với một người, bất cứ một người sáng tạo nào, chứ không chỉ riêng âm nhạc. Giữa một thị trường hỗn loạn, thậm chí nhiều người còn mượn luôn cả giai điệu nước ngoài. Không khó để nhận ra sự giống nhau đến bất ngờ giữa bản nhạc Việt này với một ca khúc quốc tế từng làm mưa làm gió gần hai thập kỷ trước. Hiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang giữ một danh sách tới 70 ca khúc Việt bị nghi là đạo nhạc, trong đó nhiều bài giống đến 80-90% nhạc nước ngoài. Không chỉ đạo nhạc mà còn đạo hát, rơi mic mà vẫn có tiếng hát. Đang có xu hướng giọng kém, hát nhép, miễn là ăn mặc hở hang, vẫn có thể nổi tiếng. Nhiều người đau lòng mà than rằng, sân khấu ca nhạc đang dần bị biến thành một vũ trường, thậm chí là một cái chợ. Nghệ thuật là phải là biểu diễn bằng con người thực sự. Bây giờ có thể nói, tôi không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng chắc không dưới 60% là hát nhép. Mà chúng ta cứ chấp nhận mãi cái điều đấy, đấy mới là một điểm thôi. Còn chưa kể đến sáng tác dễ dãi, ăn mặc quá dễ dãi, nó gây tác hại ghê gớm cho cái nền nghệ thuật ca hát của chúng ta. Một thông tin rất đáng lưu ý là tại đất nước láng giềng Malaysia, năm cô gái nhóm Pussycat Dolls đến từ nước Mỹ đã phải nộp phạt hơn 3.000 đô la cho chính quyền Kuala Lumpur vì trang phục diễn quá gợi cảm, không phù hợp với văn hóa Á Đông. Thậm chí gần đây, nữ ca sĩ lừng danh Beyoncé đã phải hủy bỏ buổi biểu diễn tại Malaysia do những quy định về trang phục và văn hóa. Còn ở Việt Nam, không thể hiểu nổi vì sao Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lại đồng ý để một cô ca sĩ uốn éo, khoe chân dài giữa những bức tượng thể hiện tình đoàn kết quân dân như thế này. Tại sao nhiều người không biết hát vẫn được phép lưu hành album nhảm nhí trên thị trường, được phép đứng trên sân khấu? Nói chung là dân trí của chúng ta còn thấp. Mà dân trí thấp thì cũng không loại trừ cả những nghệ sĩ biểu diễn. Trong cái việc cấp phép thì bây giờ chúng tôi đã phân cấp là ở địa phương thì xin các sở văn hóa. Thì có nghĩa là ngay bản thân cái sở văn hóa đó cũng phải ý thức được hơn. Hiện việc quản lý thị trường âm nhạc vô cùng chồng chéo. Ngoài Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của 63 tỉnh thành, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là đơn vị chính cấp phép những show diễn trên sân khấu, cùng cả nhà hàng, vũ trường, karaoke, tụ điểm âm nhạc. Trong khi đó,
băng đĩa nhạc và cả website âm nhạc lại do Cục Xuất bản và Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông quản lý. Trong số 40 website nhạc, nhiều trang nhạc số là tác nhân chính tung cái gọi là thảm họa nhạc Việt lên Internet. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được có bất cứ một cái đề nghị nào của bên các cơ quan liên quan đến văn hóa để xử lý đối với các hoạt động này. Chị có biết nguyên nhân vì sao? Cái này có lẽ là anh nên hỏi bên họ là tại sao họ quản lý cái lĩnh vực này mà họ lại không có cái đề xuất đối với việc mà xử lý được những trang này thì đúng hơn. Nhiều người đẹp thiếu tài được một bộ phận báo chí lăng xê, ít nhiều làm đảo lộn đánh giá của khán giả trẻ, giữa một bên là sự nổi tiếng và một bên là chân giá trị nghệ thuật, sự khổ luyện của những nghệ sĩ đích thực. Một người nghệ sĩ đơn giản không chỉ là một người thể hiện mỗi kỹ thuật thanh nhạc hát, mà người ta còn cải thiện cái quá trình học là rèn luyện những kỹ thuật, những thẩm mỹ âm nhạc và văn hóa trong khi hát và cả tâm hồn nữa. Một tài năng khác với một người nổi tiếng, chúng ta nên có thể là người ngôi sao đấy rất nổi tiếng chỉ bằng những cái bức ảnh hay những cái clip gì đấy cũng có thể cả thế giới biết, nhưng đấy không phải là một tài năng. Khán giả dù ở mọi lứa tuổi thì đều mong muốn được đón nhận những sáng tác đẹp cả về ca từ lẫn giai điệu. Đặc biệt là ở lứa tuổi teen, một lứa tuổi nhạy cảm, vẫn chưa định hình phong cách, thì rất cần một sự định hướng, những sân chơi âm nhạc bổ ích, lý thú và lành mạnh, để ở đó các em có thể nâng cao được trình độ thẩm mỹ âm nhạc của chính mình.